Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện nước Mỹ của Tý buổi sáng ngày hôm nay. Và tin tức đầu ngày Tý bắt đầu bằng cái bản tin chính sách kinh tế với cái tiêu đề là Người đàn ông biết khi nào nước Mỹ hết tiền. Khi thời hạn trần nợ đến gần, một nhóm bộ tài chính đang theo dõi tiền mặt rất cẩn thận. Vào đầu mỗi ngày làm việc từ văn phòng trên tầng 2 của mình ở Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Dave LeBrick bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách nhìn vào bảng điều khiển được mã hóa màu theo dõi các hoạt động quan trọng nhất của hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới. Hơn 6.000 tỷ đô la chảy ra khỏi kho bạc mỗi năm dưới dạng thanh toán, tiền lương và đơn đặt hàng, và hơn 5.000 tỷ đô la chảy vào chủ yếu thông qua thu thuế và phí. Công việc của LeBrick là đảm bảo rằng hàng tỷ giao dịch này sẽ diễn ra suôn sẻ. Bản điều khiển chứa đầy thông tin từ hàng nghìn nhân viên dưới quyền của mình, giúp ông theo dõi tất cả với màu xanh lá cây hiển thị những chức năng bình thường, màu vàng cho những vấn đề đang phát sinh và màu đỏ là những vấn đề cần anh ấy phải chú ý ngay lập tức. Sự chú ý của ông đang có nhu cầu đặc biệt cao trong những ngày này. Là trợ lý thư ký tài chính của Bộ Tài chính từ năm 2014, LeBrick là nhân viên chính phủ có lẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tìm ra cách mà Hoa Kỳ nên xử lý viễn cảnh hết tiền đáng báo động như hiện nay, khiến ông trở thành một nhân vật chủ chốt, nên ít được biết đến trong cuộc đối đầu về trần nợ tiêu thụ ở Washington. Ví dụ, LeBrick cung cấp các ước tính tài chính cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, sau đó được gửi tới Quốc hội như một lời cảnh báo về hạn chót ngày X, mà theo đó quốc gia sẽ cạn kiệt ngân quỹ. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối và xác định số tiền mà kho bạc cần vay để tài trợ cho chính phủ. Nhóm của ông cũng chuẩn bị và quản lý các biện pháp đặc biệt mà Bộ Tài chính đã triển khai từ tháng 1 để trì hoãn việc vỡ nợ càng lâu càng tốt. Ông điều hành sổ sách của quốc gia, ông ấy không hoàn toàn là giám đốc tài chính của đất nước nhưng ông ấy khá thân thiết. Mark Mazur, người từng là trợ lý bộ trưởng về chính sách thuế tại Bộ Tài chính trước đó trong chính quyền Biden cho biết, công việc của ông về cơ bản là cố gắng giữ cho hệ thống hoạt động càng lâu càng tốt để đẩy lùi ngày tính toán càng lâu càng tốt. Vào những thời điểm yên bình hơn, LeBrick gặp nhau mỗi quý hoặc mỗi tháng một lần để nói chuyện với Yellen chính xác số tiền mà Hoa Kỳ có trong tay. Nhưng với việc chính phủ liên bang đang cạn kiệt tiền trong vài tháng qua, LeBrick và nhóm của ông đã thông báo cho Yellen mỗi ngày khi cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trả lời các câu hỏi chi tiết về dự đoán của họ. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này, LeBrick nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Những phân tích của ông có thể còn có trọng lượng hơn nữa trong những ngày tới và chịu sự giám sát kỹ lưỡng hơn nữa. Quốc hội ấn định số tiền tối đa mà kho bạc có thể vay hợp pháp, hiện là 31,4 nghìn tỷ đô la. Do quốc gia thường xuyên chi tiêu nhiều hơn thu nhập nên trần nợ phải được nâng lên để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của chính phủ, điều mà nhiều nhà kinh tế học dự đoán có thể gây khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng hòa California, đang đàm phán một thỏa thuận nhằm thiết lập mức tài trợ của chính phủ và dỡ bỏ trần nợ, nhưng thời gian không còn nhiều nữa và vẫn còn những trở ngại lớn giữa hai bên. Nếu thỏa thuận thất bại và quốc hội không kịp thời nâng hạn mức nợ, LeBrick có thể sẽ là trung tâm quyết định cách cơ cấu các khoản thanh toán mà chính phủ vẫn có thể thực hiện. Mặc dù doanh thu thuế sẽ tiếp tục được đưa vào kho bạc của chính phủ, nhưng nó sẽ không đủ trang trải tất cả các nghĩa vụ thanh toán mà quốc hội đã buộc chính phủ phải thực hiện một cách hợp pháp. Kho bạc sẽ rơi trong tình huống chưa từng có khi phải chọn cắt xét, chẳng hạn, nó sẽ phải lựa chọn giữa việc trả tiền cho người cao tuổi về an sinh xã hội và các gia đình cần trợ cấp phiếu thực phẩm hiện tại. Theo các cựu quan chức Bộ Tài chính, LeBrick 61 tuổi và nhóm của ông dự kiến sẽ soạn thảo các khuyến nghị cho Yellen và các nhà lãnh đạo chính trị khác đưa ra các lựa chọn để quản lý một vụ vỡ nợ chưa từng có. Mazur nói, nếu ngày đó đến, ông ấy sẽ ở trong lãnh thổ hoàn toàn chưa được khám phá, không có một cái sách hướng dẫn nào cả. Việc chuẩn bị các phương án thanh toán hóa đơn cho Bộ trưởng Yellen sẽ tùy thuộc vào ông ấy và nhóm của ông ấy. Là một quan chức chính phủ suốt đời, LeBrick đã dành cả sự nghiệp để chuẩn bị cho một thời điểm như thế này trong cuộc đời. Lớn lên ở Valparaiso, Indiana, cùng với mẹ đơn thân, LeBrick tốt nghiệp với bằng kinh tế tại Đại học Harvard và ông chơi đội bóng đá cho đội bóng đá của trường trước khi nhận bằng thạc sĩ hành chính công tại trường của chính phủ John Frank Kennedy của trường đại học. Ông gia nhập Bộ Tài chính năm 1989 với tư cách là thực tập sinh quản lý tổng thống.
và đã dành 3 thập kỷ sau đó phục vụ chính phủ dưới quyền 11 bộ trưởng tài chính khác nhau, cũng như làm trợ lý đặc biệt tại ngân khố cho Jerome H. Powell, người sẽ tiếp tục trở thành chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Ông trở lại Valparaiso mỗi năm một lần, ông chơi golf và với các huấn luyện viên bóng chày và bóng rổ ở trường trung học của mình. Như một phần của truyền thống hàng năm, hiện đã bước sang thập kỷ thứ tư. LeBrick chuyển qua các vị trí giúp ông tiếp xúc sâu với hệ thống tài chính liên bang. Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các hoạt động và chính sách tài chính, quyền giám đốc sở đúc tiền Hoa Kỳ, ủy viên cục dịch vụ tài chính. Tất cả đều là những công việc dân sự không yêu cầu sự đề cử của tổng thống hoặc sự xác nhận của thượng viện. Các đồng nghiệp cũ nói rằng ông rất thân thiện và hài hước, cực kỳ bình tĩnh trước áp lực và thẳng thắn một cách bất thường đối với một trợ lý thư ký. Một phần vì ông ta là một quan chức chuyên nghiệp, người không muốn thăng tiến chính trị. Một số đồng nghiệp cũ cũng chỉ ra rằng LeBrick có thể kiếm được hàng triệu đô la ở Fort Worth, nhưng thay vào đó, ông đã kiếm được tiền lương của chính phủ trong 3 thập kỷ. Michael Falkander, người từng là trợ lý bộ trưởng về chính sách kinh tế dưới thời chính quyền Trump, cho biết: "Cho đến ngày nay, tôi không thể nói với bạn về quan điểm chính trị của ông ấy." Falkander đã hợp tác chặt chẽ với LeBrick khi Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tìm cách gửi hàng chục triệu khoản thanh toán kích cầu kinh tế trong đại dịch Corona. Một nỗ lực mà LeBrick đã giúp dẫn đầu, ông ấy dường như luôn thoải mái và trong tầm kiểm soát. Vài tình huống có thể gây căng thẳng hơn cho các quan chức Bộ Tài chính hơn là tình huống hiện tại, đang phải đối mặt với LeBrick và nhóm của ông ta. Lần cuối cùng Hoa Kỳ suýt vỡ nợ dưới thời chính quyền Obama là vào năm 2011, khi thị trường chứng khoán đã giảm 20%, thị trường trái phiếu có thể rơi vào hoảng loạn, nền kinh tế có thể hướng tới một cuộc suy thoái. LeBrick sẽ phải cung cấp thông tin chính xác giữa sự hỗn loạn. Mỗi buổi sáng, ông gặp gỡ các quan chức sự nghiệp tại văn phòng dự báo tài chính để thảo luận về số tiền mà chính phủ có được so với những gì đã được dự báo vào ngày hôm trước. Nỗ lực này đòi hỏi phải sàng lọc. Trong một biển thông tin rộng lớn, có 438 cơ quan và cơ quan cấp dưới liên bang. Và nhóm của ông cần biết cơ quan nào đã chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn so với dự kiến. Chính phủ liên bang thực hiện 1,4 tỷ khoản thanh toán cá nhân mỗi năm cho mọi thứ từ lương của công nhân và quân nhân cho thanh tra an toàn thực phẩm và trợ cấp cơ sở hạ tầng cho các hợp đồng vũ khí. Mỗi ngày trung bình có 185 tỷ đô la chảy vào và chảy ra. Kho bạc phải đảm bảo số tiền trong tay vượt quá số tiền xuất ra mỗi ngày. LeBrick chia nhóm của mình theo hạng mục với một số quan chức tập trung vào chi tiêu, một số tập trung vào doanh thu và một số tập trung vào các khoản nợ. Chúng tôi xem xét vị thế tiền mặt của mình. Chúng tôi đã thực hiện như thế nào so với dự báo của mình? Chúng ta có cần điều chỉnh nguồn tài chính của mình không? LeBrick nói, bạn có hàng trăm biến số và đó là doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Bạn đang nhận được thông tin không chỉ từ các cơ quan mà còn từ hàng triệu người nộp thuế. Vào tháng 5, Bộ Tài chính cho biết ngày X có thể xảy ra sớm nhất vào ngày 1 tháng 6, một con số khiến Quốc hội lo lắng mặc dù một ước tính trước đó chỉ ra đầu tháng 6. Yellen lưu ý rằng thời điểm sửa đổi được đưa ra sau khi xem xét các biên lai thuế liên bang gần đây, điều mà nhiều chuyên gia ngân sách cho là phản ánh doanh thu thuế thấp hơn dự kiến. Các ước tính của Bộ Tài chính đã bị nhiều nhà lập pháp ở Washington chào đón một cách hoài nghi, những người tin rằng Yellen có thể đang cố tình dọa Quốc hội hành động sớm hơn với ngày X là quá sớm. Larry Kudlow, người từng là người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho biết trên Fox Business tuần trước rằng hạn chót ngày 1 tháng 6 có thể đúng hoặc không. Các cựu quan chức Bộ Tài chính cho biết những bình luận như vậy đã hiểu sai về quy trình sản xuất các con số mà họ khẳng định là không có sự can thiệp chính trị. Tuy nhiên, các nhân viên sự nghiệp của Bộ Tài chính rất thận trọng và quyết tâm đảm bảo rằng họ cho các nhà lập pháp đủ thời gian để hành động. David Van Devere, người từng là phó trợ lý thư ký về ngân sách và thuế tại Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tôi làm việc tại Bộ Tài chính trong 2 lần bế tắc về giới hạn nợ khác nhau, chưa bao giờ có bất kỳ ảnh hưởng nào của bất kỳ chính trị gia nào đè nặng lên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực này. Các vấn đề lập pháp dưới thời chính quyền Obama và hiện là giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách và Thị trường Tài chính Soros tại Đại học Georgetown, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ sự ép buộc chính trị nào hoặc thậm chí là cân nhắc dưới bất kỳ hình thức nào. Những con số chính là những con số.
Mong muốn của Bộ Tài chính đứng trên cuộc xung đột chính trị có thể bị thách thức nếu quốc gia vượt qua giới hạn trần nợ. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa đã lập luận rằng cơ quan này có thể quản lý quy trình này bằng cách chuyển hướng doanh thu thuế sắp tới để chi trả cho các quy trình quan trọng nhất của chính phủ, chẳng hạn như trả lãi cho trái phiếu chính phủ và đảm bảo người cao tuổi nhận được trợ cấp an sinh xã hội. Đó là một quá trình mà các quan chức Bộ Tài chính cho biết sẽ khó khăn hơn nhiều trong thực tế, một phần vì Bộ sẽ bị đẩy vào tình thế rất khó chịu khi phải lựa chọn giữa các chức năng quan trọng của chính phủ. Van de Veer cho biết các quan chức Bộ Tài chính không muốn làm điều đó vì cách thị trường nhìn nhận bất kỳ quốc gia nào thanh toán một số hóa đơn nhưng không phải những quốc gia khác. Và Dave sẽ ở ngay tâm điểm của điều đó. Tuy nhiên, cho đến ngày đó, LeBridge sẽ tiếp tục nói với các nhà lập pháp chính xác thời gian họ phải tránh bị vỡ nợ, cho dù họ có nghe lời ông ta hay không, LeBridge nói. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng những người ra quyết định có thông tin tốt nhất hiện có để đưa ra quyết định thay mặt cho công chúng Mỹ. Bộ Tài chính rất coi trọng điều này với tư cách là một tổ chức, vì vị trí của nó trong chính phủ, nền kinh tế và thế giới. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi bản tin buổi sáng ngày hôm nay về một nhân vật khá là quan trọng trong cái chính sách kinh tế của Hoa Kỳ và là người đàn ông biết khi nào Mỹ sẽ cạn tiền. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả một buổi sáng an lành và làm việc suôn sẻ. Bye!